Xin chào các bác, cô chú, anh chị. Ngày chủ nhật về quê. Tối hôm qua tôi không ngủ được các bác. Hôm qua thứ bảy tôi đã ở quê rồi. Thì cả ngày hôm qua rất là mệt, chở hai cây này, cây trậu, hai cây này từ Hà Nội về quê Hòa Lạc. Thì sáng sớm đi quay phim ở chợ nhá. Tầm 12 giờ trưa mới về. Cứ lang thang 12 giờ về, mệt, không kịp ăn cơm thì lại phải chạy đi để cùng ông anh chở cây này về quê, lấy cây của ông anh mà, xong rồi chở cả đông cả chậu cả cây quê luôn. Đeo tô về xong rồi đặt được lên đến đây đến tối mới xong, chưa kịp chồng, mệt bã người, tôi cũng không ngủ được, mỏi như chân người, mệt mỏi đấy, có thể là sẽ cúm thôi. Xin lỗi bác, hát siêu ơi bác. Không hát chưa được đấy. Thì nói chuyện cây này, hai cây này, cây nam điền hạt vẫn để lại một ít lá để làm trứng nhé. Một cây xanh quê, cây này các bác nếu theo dõi tôi đã mua ở chợ rồi đấy, là tôi quay ở chợ đấy. Cây gọi là cây tứ diện, cây tứ diện, cây bốn mặt, bốn mặt bốn thân, bốn mặt đều chơi được. Thì tôi biết trước cái hai cây này trước khi ra chợ kìa, nhưng mà bác cả mới đưa mỗi cái này ra chợ thôi, cái cây này để giữ lại để chơi hoặc là kinh doanh vốn to sau. Nhưng mà tôi vẫn có may mắn tôi sở hữu cây này, thì cây này thì nó thực tế nó đẹp và nó giá trị hơn. Nhưng mà cái cây này nó rất là cái cân cây, vuông cây, nó thoáng, cả hai cây đều cắt giật và chân bệ rất đẹp, hoàn thiện, có thể nói là hoàn thiện. Nếu như bác chủ cũ, bác biết, bác chịu khó làm răm thì cây này nó mịn màng lắm. Nó là một cây hoàn thiện. Cây này cũng hoàn thiện. Cây kia nó giá trị hơn rồi. Ba thân, thứ hai là chân bệ. Thứ ba là nó là tiền hạt thì nó giá trị hơn một tí, nó lá đẹp hơn một tí thôi. Xanh quê này lá rất là đẹp. Lộc liễu rất là sáng. Một cây tứ diện là khi mà tại vì tôi có một vài lần sang đất nước Thái Lan ấy, thì qua những câu chuyện và tín ngưỡng bên đấy thì tôi cảm thấy tôi rất là thích cái thần bốn mặt. Thực tế người ta cứ gọi là tượng bốn, Phật bốn mặt, nhưng mà nó chính xác nó là thần bốn mặt của đạo Hindu. Đấy. Thì các bác nhìn thấy sang đấy hoặc là ở nếu mà nào ở Hà Nội thì gần Melia thấy một cái đài điện thờ ngay ở ngoài cổng á. Đấy, cũng là một cái tín ngưỡng Phật bốn mặt, thần bốn mặt thì đúng hơn, thôi cứ gọi Phật bốn mặt được, một vị thần rất linh thiêng bên Thái Lan. Đấy, thì cái này thì tôi liên tưởng đến cái chuyện đấy. Tất nhiên mình chẳng có theo tôn giáo hay là cái gì cả, nhưng mà đấy, một cái gì đấy mình cảm thấy khá là một sở hữu cái cây này. Cây này là cây ba thân thì chuẩn chỉ rồi, về độ tuổi, về chân bệ, về độ hoàn thiện, vóc dáng rất hay. Một cây thì bệ rất là nhũn, một cây thì bệ móng rồng rất thoáng. Xanh quê mà bệ móng rồng rất thoáng. Đấy, rất thoáng. Thậm chí tôi sâu tôi còn bóc bớt kìa. Nhưng mà cây này thì nếu bóc xong thì mất cả ngày các bác, có đục quý và đồ sắc lẹm. Thế là tôi về quê tôi không có đồ, vội quá, không mang đồ về. Đồ sắc lẹm thì mới làm được. Đấy, chưa kịp trồng chứ mới kê lên này rồi. Qua còn kê hai cây này hơi bị dính vào nhau, hơi cách cây kia thôi. Qua về phang cái lực vườn để làm lại. Đấy, cho nó cân với hai cây này. Thì ông anh bảo có một cây năm thân nữa để nó ở kia cho nó cân ba cây bằng cùng màu da, cùng trang lứa. Rất thích nhưng mà chỉ hai cây này còn đang chịu tiền thì rất là ngại. Đấy các bạn, đấy. Thôi thì chờ dịp khác ạ. Này, đầu tiên là cái cây tứ diện này. Lên chậu cái các bác nhìn nó khác ngay. Nó không như đứng lộm nhộm với cái đám. Tiên là cái nhìn ban đầu nó một cây rất gọn gàng. Cái thấp tầm 80 90 phân thôi, tùy mặt chậu lên. Đấy. Cái thứ hai thì độ rộng bệ nó khoảng 80. Cốt chậu ngày xưa nhấc đi thôi. Đấy, chỉ nhấc đi cho nhẹ.
Đấy, rồi về trồng lại nhấc lên chậu thế thôi. Chân bệ đẹp. Tất nhiên ngồi làm được ngồi đá thì bệ vệ hơn, nhưng mà thôi. Bệ đẹp rồi, không cần. Chơi nhẹ nhàng rồi. Đấy, hôm qua đánh vật mấy cây này thì nhẹ, cây kia nặng. Cây bể nặng, đôn nặng. Cây cũng nặng. Cây này thì sơ lại một lần cho các bác xem nhé. Đấy, rất khỏe khoắn. Màu răm rất sáng nhé. Màu răm sáng như Nam Điền. Đấy, rất mập. Chân bệ thì không chê được. Bốn mặt như nhau. Có cái vết này là vết quệt vào xe này. Thì từ hôm mà lâu lâu rồi. Đấy, xe bốn mặt. Mặt kia hơi vướng. Tôi cố gắng đi. Đi ra nó rất là đẹp. Thoáng bệ. Không bị rối bệ. Đấy, mặt nạ đẹp. Mặt tứ diện. Đấy. Tí nữa mới trồng các bác nhé. Xong trưa lại có cái đám cỗ này là. Tôi làm từ 5 giờ sáng rồi. Làm những cái linh tinh này, cỏ rác rồi kê lại cây gối nó như rừng các bác, không ai ở nhà làm cả. Chỉ có tưới cho là may lắm. Không ai ở nhà làm cả. Cho nên là về cây cối sốt ruột lắm các bác. Tất nhiên là nhiều không nhiều cây giá trị nhưng nhìn nó sốt ruột. Đó. Cỏ rác nó mọc như rừng trong sân nhé, chứ không phải là xa xôi đâu. Đấy, tức là cây này. Tiếp theo là đến siêu phẩm này. Siêu phẩm này thì miễn chê, nhìn thấy cái là muốn sở hữu luôn. Nhìn thấy cái muốn sở hữu luôn. Và trắng thân này. Đó. Và trắng thân. Thân bệ đó nha. Rộng bệ chắc cũng độ 85-90. 85. Đây, tay tôi đây. Bệ nhũn, rất nhũn. Hai cây mỗi cây một vẻ thôi. Cây kia rất là vuông vắn côn và bệ thoáng. Cây này thì bệ rất nhũn và không rối nha các bác, không rối. Đấy, rất nhũn không rối. Cốt chậu côn rụt, thân bệ gốc bồ lùn. Nếu mà không tính cái ngọn kia thì nó chỉ cao tầm 1 mét thôi. Đấy, cho bể này khá rộng nhưng mà vẫn ok. Nếu bể này mà lên được đá thì cũng được, sau tán nó rộng ra thì cũng vô tư. Cây đại thụ dưới thiên nhiên ấy, ba thân. Đây, còn giữ lại lá là minh chứng là nó giống Nam Điền. Nam Điền hàng. Đấy. Bác nhìn thì sẽ rất là phê đâu. Tí nữa em sẽ trồng. Đổ toàn bộ là phân chuồng mục từ rất lâu rồi. Đổ lên thôi, chứ còn đất thì nặng lắm. Mà đi đào đất thì mệt lắm. Bỏng hết cả tay vừa nãy đi dọn cái đống rác rưởi đây. Toàn cỏ mà um tùm đây. Có cây chanh quả chi chít chín rụng đầy gốc, vừa vặt được một rổ chín luôn, nhà chả ai động đến. Mặt sau cái xanh này, chân bệ nó đẹp lắm. Có một cái điều tôi khá bất ngờ là bác chủ này thì chắc là làm cây từ ngày xưa rồi. Cây này thì chắc chắn là từ ngày xưa rồi, nhưng mà làm theo lối cắt giật, nó rất là kỳ công rụt xịt. Tôi rất là thích. Bởi cái lối cắt giật thì ngày xưa gần như ít người theo đuổi lắm. Ít người theo đuổi lắm. Nhất là cái tỷ lệ dáng dấp của anh nó không quá to. Không quá to cao. Mà lại toát lên về cổ thụ. Hàng này vẫn được xếp hàng bonsai. Chứ không phải là hàng cây cảnh. Thiên nhiên. Mà bác vẫn thấy thiên nhiên rất thu nhỏ trên cái chậu này đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ em sẽ... Sẽ trồng hai cây này các bác nhé. Trồng xong thì lại quay tiếp các bác nhé. Khối lượng công việc nhiều lắm. Có cái giỏ lan của ông anh nó ra hoa. Cây đào nước thì cố giữ Tết cho nó có hoa này, chứ không nó bóng lắm. Tôi phang hết. Cây chanh đấy, vừa là một loạt rác kìa, xanh xanh nhỉ. Cây phì lao thì nó phải làm. Cố gắng quay hết các bác. Thế ổi thì chắc thì vừa mới nhặt cỏ đây. Cắt cỏ. Ổi này thì cắt. Đây. Này thì vừa nãy. Được một rổ cỏ. Một rổ cỏ luôn. Kinh khủng lắm. Lấy đâu có chất cây mà ăn nữa này. Xác sơ. Cái ổi này. Tí nữa phang. Nhìn các bác khí khiếp.
rợn người. Cái ổi phang, cái phi lao phang, trồng hai cây này xong là đi ăn cỗ, chiều lại Hà Nội sáng tiết, nội thành thì đúng hơn. Cái ổi này sau hạ chỗ khác, lấy cái đôn này cho sang đây. Vì cái cây này tôi cảm giác hai cái đôn này nó không yên tâm, mất an toàn. Thêm cái đôn nữa. Cái ổi này chưa ăn bao nhiêu quả không rồi rồi. Đấy các bác nhá, bây giờ tôi cố gắng tôi quay được hết, nếu không quay hết thì tôi sẽ làm hoàn thiện xong tôi quay các bác nhá. Tôi trồng hai cây này cái đã. Đổ đất vào cái đã nha. Đây các bác, đã trồng xong. Toàn bộ là phân lợn ủ mục từ những cái năm 58 559 mấy đấy các bác. 9 mấy 2000 đấy. Từ hồi còn nuôi lợn. Giờ là độ 20 năm rồi chưa là không có lợn nữa. Nhưng mà cái phân thì cái ủ kia bốn cây. Bây giờ nó lẫn với nhiều đất. Nó xốp nhiều đất. Trong này run những con run nó bằng ngón tay này. Sợ lắm. Đấy thì tôi đổ lên đây, toàn bộ là đấy nó thành gần như đất, nó có lẫn cả đất. Toàn bộ đấy. Thì hơi các bác nếu mà nhìn mà cảm thấy nó hơi cao một tí đâu. Nhưng mà cái này khi mà tưới hoặc còn nước mưa xuống nó sụt xuống ngay, nó xốp lắm, xốp. Nhìn này thôi chẳng có mấy đâu, nhẹ lắm. Đấy. Thì bệ thì tạm thời kín một chút cho nó mát. Tí nữa nắng rồi phải che các bác. Đấy, bây giờ hiện tại chưa nắng đến. Đấy, thì đây là con bà thân. Hai đồn. Đấy, tiếp theo là cái con. Xem ai có tên không? Con bố thân này. Bố thân này thì hả? Đọc số xem. Thôi, kệ. Đấy, cái cây bốn thân đây. Vệ cũng đang kín nữa. Cứ tí phun nước tưới phát là xuống hết mà. Xốp nhẹ, không đáng kể bao nhiêu chứ đất nặng lắm. Rất ẩm mà. Rất tốt đấy, rất tốt. Đấy nha. Rất bề thế. Con này nhìn sướng này. Thiếu một con kia nữa, cùng màu da. Đấy, ông ấy tạo điều kiện lắm nhưng mà không chơi được. Nợ nần trồng chất. Theo đuổi đam mê thì nợ nần theo đuổi đấy các bác. Đấy, tí nữa có cái kịch sung này nữa. Đổ nước, thả nước cho nó có nhiều quả. Cái này trước kia rất nhiều quả nhưng mà về ở quê thì ông thấy nắng ông bê vào cái gốc cây đâm ra nó chưa ra quả. Cái ổi. Đấy. Toàn là cỏ rác kìa, vừa làm một núi kìa. Xanh lè kìa. Mình chặt cả cây rác rưởi đi. Đấy. Thì tưới nước cái là đôi lần là xuống thôi. Xuống thậm chí còn thiếu đất là sau lại bổ sung nhưng mà thế là mát rồi. Ổn rồi, dinh dưỡng tốt rồi. Thế ok. Và các bác để tôi sang cây phi lao và cây ổi. Hai cây ổi. Cây này thì hơi mất thời gian làm cây ổi nhỏ này. Với cái cây phi lao cái trước các bác nhé.